Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái xe ô tô nhỏ nhỏ mình làm cho con chơi. Cái xe này thì có chiều rộng là 8,75 cm và chiều dài của nó là 1,2 m. Cái mục đích mình làm cái ghế trước nó là cái ghế xe đạp điện này vì là để cho người ngồi đằng trước lái và sử dụng tay lái là với mục đích là phổ thông nhất đối với những người già trẻ đều lái được cho nó dễ. Chứ nếu như thanh niên mình chơi thì có thể sử dụng ghi đông được. Nhìn thì nó khá là đơn giản thôi nhưng cái bộ này mình sử dụng toàn đồ cao cấp thôi. Cầu sau là sử dụng cầu Visai, động cơ điện là 500W. Bánh xe có bản rộng là 12 cm và đường kính là 35 cm các bạn nhé. Cầu Visai đấy các bạn ạ, cầu Visai đàng hoàng nhé. Đây là hệ thống lái đằng trước. Hệ thống lái đằng trước thì nó khá là đơn giản thôi. Hệ thống lái đằng trước thì sử dụng cầu thẳng bình thường thôi. Đây. Khi các bạn lái thì các bạn dùng ghi đông, các bạn thì lái như này. Và như trong cái video nào đó thì mình đã giới thiệu thì cái này là nó có khả năng là nó không sử dụng giảm xóc cho bốn bánh. Nhưng nó lại có thể khả năng là tiếp cận bốn bánh với trên mọi mặt địa hình luôn. Không bị bập bênh. Thì trong cái quá trình làm xe thì nó cũng có một số cái cần khắc phục. Trước tiên đối với cái xe này của mình thì lúc đầu làm là thiết kế cái chỗ để chân ở trên này. Ở chỗ cái hộp đen đen này này. Nhưng mà sau quá trình làm thì xe nó nhẹ đầu quá. Khi kéo ga là nó cứ bốc đầu lên. Do là vậy là phải đặt là ắc quy lên phía trên. Vì vậy đối với các bạn làm xe cũng cần phải lưu ý cái vấn đề này. Phải tính toán cái trọng lượng trong cái xe nó hợp lý. Nên nếu không thì khi ga này cái dòng này nó rất là khỏe. Chạy cầu thôi. Tuy con này có 500W nó chạy cầu thôi nhưng mà nếu như kéo ga là nó có thể nhấc đầu lên. Cái xe này thì mình cũng chưa sơn, chưa làm lại cái ghế phía trước này. Nhưng có một số các bạn muốn tham khảo về cái cách làm hay là kích thước ấy thì mình cũng xin được đăng lên đây cho các bạn cùng tham khảo. Nó chưa được hoàn thiện lắm. Nó cũng không phải là một cái mẫu xe đẹp. Nó cũng chỉ bình thường thôi.
Đấy, nhưng nó nhỏ gọn và dễ sử dụng. Vì vậy là các bạn có thể xem như một cái cách để tham khảo. Nếu mà đẹp thì mình thích thì mình làm giống thôi. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy nó không đẹp thì các bạn xem cho vui. Hoặc là có thêm ý kiến, con này thì chắc là sơn viền lên một chút nữa thì nó sẽ khá là nổi đấy các bạn, chứ không xấu đâu. Thứ hai nữa là cái bánh đằng sau này thì mình cũng đưa hơi lên đằng trước. Các bạn có thể làm cái bánh nó lùi về phía sau một chút cho nó đẹp. Hy vọng sau khi hoàn chỉnh thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem lại lần nữa. Và sẽ có một cái video chạy thử con này để cho các bạn cùng nghiên cứu và tham khảo thêm. Chó sủa mèo kêu các kiểu. Muối sẵn thôi.